ngày 9 tháng 1, đoàn cán bộ cơ quan trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái do đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực hội là trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại thành phố Sông Công. Đón tiếp đoàn là các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Trong chương trình, đoàn đã đến thăm khu công nghiệp Sông Công 2. Đây là một trong những khu công nghiệp trọng điểm của thành phố Sông Công nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Với những chính sách thuận lợi, thông thoáng trong thu hút đầu tư, đến thời điểm này, 250 ha đất công nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công 2 đã được lấp đầy, trong đó đã thu hút được 18 doanh nghiệp lớn đến đăng cưới đầu tư tại đây. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, tạo động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, đoàn đã đến dân hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ thành phố Sông Công, bày tỏ lòng thành kính của các thế hệ trẻ đối với những hy sinh của các bậc cha anh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng trong chương trình công tác, đoàn đã trao tặng phường mỏi trẻ các vật tư, thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng trị giá 100 triệu đồng phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí bí thư thành ủy hoàng thái cương đã cảm ơn sự quan tâm của hội cán bộ cơ quan trung ương và doanh nhân quê bắc thái đã dành tình cảm và những món quà ý nghĩa cho thành phố sông công đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới hội cán bộ cơ quan trung ương sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ địa phương nhiều hơn nữa trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương